Lộ bí mật của ca sĩ Kim Ngân được một người đàn ông hé lộ. Những bi kịch trong cuộc đời Kim Ngân quá bất ngờ khiến tôi không cờ được. Tôi không cầm được nước mắt khi thấy Kim Ngân bây giờ lại vô gia cư. Tôi thương cho so kiếp người nghệ sĩ Kim Ngân. Từng một thời xinh đẹp, nổi tiếng mà bây giờ lại thành ra như vậy. Ngày xưa tôi thường gặp và làm việc với Kim Ngân và thấy cô ấy ở ngoài mộc mạc, bình thường, không trương diện nhưng vẫn rất đẹp, thanh tao trời cho cô ấy có một vóc dáng đẹp và mọi hành động, lời nói đều lịch thiệp, có chất nghệ sĩ. Ở ngoài, Kim Ngân chín chắn, nghiêm túc hơn trong hình. Cô ấy đẹp nên nhiều người theo lắm, trong nghề cũng có, nhưng Kim Ngân sống kín kẽ lắm nên không ai biết, tôi cũng không biết. Sau này, khi mới phát hiện, Kim Ngân có về nhà tôi ngủ nhiều lần và tôi cũng để cho cô ấy ở nhà một mình. Lúc đó Kim Ngân đã ly hôn, có biểu hiện tâm thần nhưng chỉ hơi hơi vẫn nói chuyện bình thường và lái ô tô đi vòng vòng. Tức là trong quá trình phát bệnh của Kim Ngân diễn ra từ từ theo năm tháng không đột ngột. Tôi và Kim Ngân sống chung như là bạn bè và Kim Ngân sống vẫn rất đoàng hoàng. Nhiều người cứ nghĩ tôi và Kim Ngân là tình nhân nên mới sống chung nhưng không hề. Trong thời gian sống chung Tôi không hỏi gì về đời tư Kim Ngân và cô ấy cũng không hỏi gì tôi. Kim Ngân cũng không tỏ ra buồn hay khóc lóc. Cuộc đời cô ca sĩ này không bao giờ buồn vì cô ấy không bao giờ nói ra điều gì. Cô ấy không tâm sự thì tôi cũng chịu, không biết làm gì hết. Sau đó Kim Ngân mang thai và sinh thêm một đứa con nên không ở cùng tôi nữa mà đi chỗ khác. Nhưng được một thời gian lại quay về nhà tôi ở nhờ. Có lần tôi đang nói chuyện với bạn bè thì Kim Ngân đi tới nhắc nói nhỏ nhỏ thôi do con cô ấy ngủ. Tôi bực mình lắm, tức lắm vì rõ ràng là nhà của tôi mà lại bị nhắc. Nhưng sau này tôi mới hiểu cảm giác của người có con, lo lắng do con như thế nào nên thương Kim Ngân lắm. Kim Ngân ở nhà tôi rất buồn cười, cứ thích là tới, thích là đi, đến hay đi lúc nào tôi cũng không biết. Nhà tôi đóng cửa thì Kim Ngân leo rào vào. Cho đến vài năm sau, tôi bắt đầu thấy Kim Ngân đi lang thang ở phố Bô Sa mỗi lần gặp kim ngân tôi vẫn nhận ra tôi xóa xót xa cho kim ngân từng một thời nổi tiếng lẫy lừng hồi đó chỉ cần kim ngân bước lên sân khấu là người ta cho tiền chẳng hạn hôm đó kim ngân bệnh không hát được nhưng khán giả vẫn mua vé đến chỉ cần cô ấy xuất hiện là được rồi không cần hát hò gì giờ kim ngân bị như vậy lòng tôi đau lắm nhưng cũng không biết làm gì